Hi, và mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Trendly Gamer cùng tựa game Demon Clock. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bỏ đi cái hơi thở sấm nha các bạn. Và mình sẽ chính thức học hơi thở của nước trong video ngày hôm nay. Rồi đầu tiên nè, thì mình phải sử dụng lại chiêu tụ lôi thành văn thôi các bạn ơi, chiêu đó đã quá mà. Đó, các bạn thấy tuyệt vời chưa? Mà bây giờ bỏ thì uổng lắm các bạn, bỏ phải farm lại 100 battery. Nhưng mà không sao các bạn ơi, không sao cả. Mất 20 cấp, mà trong lúc mình farm hơi thở nước thì đã có cấp rồi các bạn, nên không lo. Rồi đầu tiên là mình sẽ bấm vào đây. Mất 20 level và 5.000 yên nha các bạn. Và mình nói trước nè, từ từ. Mình nói trước cái vụ này, nếu mà các bạn bỏ đi á, thì khi mà các bạn học lại hơi thở sấm thì các bạn phải luyện lại mastery từ đầu nha. Không biết là admin có fit chưa, chứ ở lần trước mình đã bị cái nhân vật này dụ và mình phải luyện lại từ đầu luôn các bạn à. Mà lúc đó là mình được 3 mastery. Mà các bạn biết lúc đó luyện 3 mastery là khổ cỡ nào mà. Phải 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ mới được 3 mastery chứ không phải là như hiện giờ đâu. Và quên nói cái vụ này nữa nè. Có mấy bạn á kêu hơi thở của mấy bạn tại sao nó lại trùng với cái chữ W cũng như là cái chữ D. Các bạn xài á thì nó dướng nút đi. Thì các bạn bấm vào đây nè cho mình nha. Đây. Đó, các bạn thấy nó chuyển thành chữ W không? Ở đây chuyển thành chữ D nè. Đó. Nên là các bạn bấm vô chỗ này, các bạn chỉnh cái nút ở trên bàn phím giúp mình ha. Ở đây các bạn bấm là thành chữ R hay gì, tùy thích mấy bạn. Các bạn điều chỉnh sao cho nó hợp lý. Ở đây chuyển là thành V. Đó, ok. Như vậy thì các bạn không bị kẹt nút nữa. Có mấy bạn bị gì, mấy bạn chửi quá trời luôn, kêu game rác gì tùm lum hết. Mà trong khi á, mình biết là mấy bạn lỡ chạy, mình bấm vô vậy nè, nó mình bấm nút D vô vậy đó, cái nó dính. À, nên là mấy bạn làm ơn điều chỉnh lại ha cho mình, vậy là ok. Chứ admin không có khi nào mà ai làm game mà nó đụng trúng nút A, S, D, nút D của mấy bạn hết á. Bốn nút này á, chơi game nào cũng vậy hết, dễ bị liệt lắm. Mà admin mà làm như là nằm bò hay ngồi mà nằm trúng A, S, D là cái đó là trớt bắp được các bạn. Cái đó là các bạn khiếu nại admin liền, chắc chắn admin sẽ sửa ngay lập tức. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ đi nha. No. Xong, mình đã quên hơi thở của mình rồi. Về level 1 là mình rống rồi nha các bạn. Hên không sao, mọi chuyện ok rồi. Mất đi hơi thở sấm rồi các bạn. Bây giờ đi học hơi thở của nước nha. Thì muốn học hơi thở nước hiện tại trời tối nè. Ok, ngon lành. Thì các bạn sẽ xuất phát từ đây nha. Đó, từ ngay cái chỗ mấy bạn giao thư nè. Rồi mấy bạn sẽ đi theo cái đoạn đường này. Đó, mình cứ chạy theo đoạn đường này đi ha. Đến đây thì các bạn có thể là quẹo đường này hoặc là băng thẳng kia cũng được, nhưng mà quẹo đây đi. À, mình quẹo xuống đây. Đường bên trái sẽ là đi xuống ruộng để mấy bạn farm tiền. Đường bên phải thì các bạn sẽ gặp một cái hang. Đó, đây. Đây là cái hang động Luli. Khi mà mình chạy qua bển thì sẽ qua một cái khu vực mới. Và cũng là cái khu vực để cho mình học hơi thở của nước khi mà mình đi một khúc nữa. Hiện tại trời tối nên là mình farm đi, mình có thể luyện được hơi thở nước các bạn ơi, ngon. Tại vì á, muốn học hơi thở nước thì bạn phải làm nhiệm vụ. Và làm nhiệm vụ thì bạn phải luyện 30 con demon. Đó, mới học được hơi thở nước. Rồi mình cứ chạy theo đường mòn này nha. Đến đây sẽ có một cái cầu. Thì sẽ có một nhân vật học hơi thở nước ở đây. Đừng có chuyển chỗ nha. Chuyển chỗ là mình quê lắm luôn á. Rồi, bạn sẽ bấm vào nhân vật này nha. Rồi mình dét cái. Thì ông ta kêu là mình đi tiêu diệt 30 con water đi mình. Đã nằm ở đâu? Bây giờ phải đi kiếm nè. Ủa mấy con này phải water đi mình không? À đây hả? Nó nằm dưới nước các bạn ơi, nó nằm dưới nước nó bơi nè. Quất. Bập tay nó liền. Mình nhảy xuống nước mình quém luôn các bạn ơi. Vậy là cũng đi đánh mấy con đi mình các bạn. Đây nè đó. Các bạn chỉ cần farm đủ 30 con thôi. Nó cũng tương tự như là mấy bạn học hơi thở sấm vậy đó. Cũng kêu 30 con, quá dễ. Trời ơi, tưởng gì khó khăn làm màu cho giữ vô. Nào ngờ farm 30 con này. Easy, các bạn ơi. Đó, 5 con rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu farm cho đủ 30 con nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ đi học hơi thở water cho các bạn coi. Hơi thở của nước ha. Sắp đủ rồi các bạn ơi. Ba con nữa là mình có thể lĩnh hội hơi thở của nước rồi. Một con cuối cùng.
hoàn thành vụ trước khi trời sáng nha các bạn. Các bạn nào học hơi thở của nước thì phải là trời tối thì mấy con quỷ này mới xuất hiện nha. Nên là mấy bạn cũng đừng có lấy làm lạ là cái buổi sáng mà mấy bạn chạy lại đây kêu ủa sao xem clip của ông Trend ông chạy đây ông quýnh ầm ầm đùng đùng mà mình đây mình không thấy con nào hết. Là bậy nha, phải trời tối nha các bạn, quỷ nó mới xuất hiện. Rồi, ok. Đó. Sao không ngon lành. Quan tham vũ có cấp luôn. Lụm. Bây giờ cái bắt đầu giai đoạn farm. Farm nữa. Chuẩn bị chài cối nữa rồi các bạn ơi. Rồi, không sao, có được chiêu đầu tiên. Chiêu đầu tiên là gì đây? Hình như là thủy diện trảm đúng không bạn? Thường thường là vậy, lướt. Mình nhớ là lướt về trước chém một phát nè. Thủy diện trảm. Đâu thử à. Đó. Lướt về trước nhẹ nhàng các bạn. Hơi thở của nước. Thức thứ nhất. Thủy diện trảm. Đó. Ok, ngon lành. Đầu xuống dưới đây sẵn farm một mớ mastery rồi các bạn. Đây. Lên nhanh không? Ôi cũng nhanh nhưng mà thôi. Chạy dưới sông này cũng phê các bạn ơi. Reset về cái chỗ mà mình farm level 25 á. Rồi reset về đây nè. Mình farm mới tê. Mình sẽ farm lên thức thứ hai cho các bạn coi. Thức thứ hai như là thủy sa thì phải. Nhưng không nhầm là vậy á. Rồi đi ra đây farm. Kỳ này mà bị bạn nào mà ganh chắc toan mình luôn á. Tại vì mình không có chiêu để quýnh lại các bạn ơi. Tại đa số bây giờ mấy bạn cấp 100 không à. Dễ các bạn ơi. À, bình thường á farm 15 con nhích có chút xíu tí nị. Giờ farm lên nhanh. Trời ơi. Nhìn thấy cũng chán chán thiệt chứ. Phải để farm lâu kìa. Cho mấy bạn chơi sau này farm ỉa như mình lúc trước kìa, mới ớn. Chứ bây giờ mấy bạn farm dễ quá. Đó, chưa chi gì đã được một mastery rồi đó các bạn ơi. Bây giờ chắc là mình tập trung mình farm lên cái chiêu thủy sa nha các bạn. Thức thứ hai. Nhanh mà, nhanh lắm các bạn ơi. Không lâu đâu. Giờ bắt đầu giai đoạn chài cối tầm 10 phút à. 10 phút là lên được level 20. Ở đây thì có 15 các bạn. Ở đây là 1, 20, 40, 60, 80 và 100. Wow, thức nào cũng xem bộ hơn hơi thở của sấm hết ha. Có điều là chiêu V với cái chiêu E là nó bằng thôi các bạn à. Còn những chiêu còn lại đều hơn nhau 5 điểm heo. Rồi bắt đầu giai đoạn chài cối thôi các bạn ơi. Rồi cuối cùng cũng đã đủ 20 mastery. Mình có thể sử dụng được chiêu thủy sa rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sử dụng chiêu thủy sa cho các bạn coi ha. Đây, đầu tiên là sẽ gồng hơi thở lên các bạn. Lại. Cuối cùng thì mình cũng đã sử dụng được thức thứ hai đây các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu biểu diễn cho các bạn coi, sau đó mình up clip nha. Đây, chiêu R đây. Thủy sa. Đó. Ôi nhìn cũng đẹp lắm chứ bộ các bạn. Mình sao hơi thở của nước nghe nhẹ nhàng các bạn. Còn điện là giật te. Còn đây nhìn rất là nhẹ nhàng. Thủy sa. Đó. Cái mình lướt thêm chiêu này nữa. Rồi đẩy con quái gì trước rất nhẹ luôn các bạn à. Nó không đi xuyên con quái. Nè mình đẩy gì trước nè. Đó. Nhẹ nhàng. Thủy sa. Chết rồi còn thủy sa gì nữa các bạn. Hình như thủy sa này có thêm một cái thức thứ hai cải biên nữa các bạn. Là hoành thủy sa. Nhưng mà chắc là chiêu Z hay chiêu X gì đó. Tại vì cái game này nó sắp chiêu lộn xộn hết các bạn ơi. Các bạn thấy hơi thở của sấm không? Thức thứ 5 thì lại nằm ở chiêu thứ 2. Chung là mình xài mình tự biết à. Hoặc là mình nghiên cứu ở trên Google nữa các bạn. Rồi coi ở trên phim đó mình tự biết thôi. Rồi đọc manga nữa. Chứ chiêu sắp tùm lum hết à. Nhưng mà hiện tại là mình thấy là hai chiêu này sắp đúng rồi nè. Đó, đầu tiên là thủy diện trảm nha các bạn. Đó. Kế đến là thủy sa nè. Đấy. Là hai thức đều là thay cho thức thứ nhất và thức thứ hai luôn nha các bạn. Chứ không phải là cái chiêu R này là thức thứ ba, thứ bốn gì hết. Đúng, quá chính xác. Thủy sa và thủy diện trảm. Rồi, vậy là video ngày hôm nay thì mình cũng đã cho các bạn xem hệ thống chiêu thức
hai chiêu đầu tiên của hơi thở của nước, cũng như là mình cũng đã học được thành công hơi thở của nước. Thì ở video sau thì mình sẽ cố pha lên 40, 60, 80 và 100 luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn.